sang trọng, lịch lãm, cao cấp. Dây lưới nam da bò được làm từ chất liệu da bò thật 100%. Chất da càng đi càng bền, thêm một lớp phủ nano công nghệ Nhật Bản trên bề mặt da, đảm bảo dây luôn sáng bóng và đẹp như mới. Đế cao su non mềm bao linh hoạt quanh dây. Đế giày khâu tay chắc chắn, chịu lực cực tốt, tạo sự thoải mái nhẹ tênh khi mang giày. Từng đường chỉ trên giày được may hoàn toàn thủ công, tỉ mỉ, tạo nét đẹp riêng, tinh tế. Bên trong giày Timanus sử dụng lót giày cao cấp, ngay lập tức bạn cảm nhận được độ êm của giày khi đặt chân. Để lại ngay số điện thoại của bạn dưới video và có ngay một đôi giày Timanus của riêng mình.